Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Ngày hôm nay sẽ là một chuyên mục về làm đẹp nữa, nhưng mà sẽ là về răng miệng. Thì theo các bạn biết, trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều cái vấn đề răng miệng, giống như là họ sẽ có nhiều cái phương pháp để giúp cho răng miệng của chúng ta ngày được trắng sáng hơn và chắc khỏe hơn. Thì cũng như là dùng kem đánh răng nè, dán răng nè, và ngày nay càng nổi tiếng hơn công việc là làm răng sớm. Là đó, với những các bạn nào có điều kiện hơn thì mới có thể có làm được. Còn nếu như các bạn nào sợ đau và không có điều kiện thì chúng ta phải làm như thế nào? Đó là chúng ta phải thường xuyên chăm sóc răng miệng của chúng ta hơn. Sản phẩm ngày hôm nay mình muốn đem giới thiệu cũng như là thử cho các bạn xem, đó là sản phẩm từ thương hiệu Carbon Coco, làm trắng răng từ than hoạt tính với thành phần rất là tự nhiên. Và Carbon Coco là xuất xứ từ nước Úc, cho nên các bạn có thể an tâm khi sử dụng sản phẩm này nha. Và đây là một bộ kit từ thương hiệu Carbon Coco mà mình có đây, và mình sẽ mở bên trong xem là nó có bao gồm những sản phẩm gì nha. Đầu tiên thì nó sẽ có là một cây bàn chải màu xanh nữa, mình rất là thích, và một cây cạo lưỡi, một chiếc đánh răng và một hộp sản phẩm. Trong đó thì nó sẽ có cho các bạn một cái túi để đựng tất cả sản phẩm này nữa. Bây giờ thì mình sẽ thử tất cả các sản phẩm này vào răng cho các bạn xem là những sản phẩm này như thế nào nha. Bây giờ thì mình sẽ khui cái hộp này xem lại bên trong nó có cái gì nha. Bây giờ mở nha. Wow, thì chắc chắn đây là một cái gọi là hộp bột than hoạt tính rồi. Và mình thấy cái bột nó đúng là kiểu đen xì lì luôn á. Và theo như mình có đọc hướng dẫn cái sử dụng cái bột sản phẩm này thì họ nói là dùng cái bột này để mà đánh lên răng của mình. Cho nên là mình cũng không biết như thế nào. Mình nghĩ là nếu mà lấy cái sản phẩm này ra thì bảo đảm nó sẽ rất là bị bay, và đặc biệt là sẽ bị dính vào tay, chân hoặc là xung quanh cái nơi bạn sử dụng sản phẩm này, cho nên hơi phải cẩn thận nha. Và theo như mà mình có đọc hướng dẫn thì họ kêu là mình sử dụng cái bàn chải này nhúng cho nó ướt, rồi xong sau đó chấm vào cái than này để mà chà lên răng. Ok, giờ mình phải khui cái bàn chải này ra nha. Và cái này bàn chải này thì thấy là nó hơi bị cái bàn chải này là mình thấy thì nó hơi bị to. Bình thường mình đánh cái cây bàn chải nhỏ xíu à. Thường thì mình đánh răng bằng cái bàn chải nhỏ xíu, có khi là nhỏ hơn cái phân nửa cái bàn chải này thôi à. Tại vì mình rất là sợ bị chảy máu ở phần nú á. Tại mình hay đánh răng mà bị chảy máu nú rất là thường xuyên luôn, cho nên là mình cũng hơi bị sợ cái bàn chải này. Bây giờ mình sẽ thử cái bàn chải này lên răng mình có bị chảy máu hay là bị vấn đề gì không nha. Trên sẵn của mình là có một cái ly nước sẵn rồi, thì họ nói là mình phải làm ướt cái bàn chải này, và sau đó thì sẽ nhúng cái bàn chải này vào bột này. Wow, trời ơi, nó đen thui luôn á các bạn ơi. Trời ơi là trời, không biết là đánh lên răng của mình như thế nào đâu. Mà nói cho các bạn cũng biết một điều là đây là lần đầu tiên mình đánh răng ở trước máy quay, cho nên là nếu như có vấn đề gì các bạn cảm thấy nó không được thẩm mỹ cho lắm thì các bạn thông cảm. Tại vì nếu mà không đánh ở đây thì mình cũng không biết đánh đâu, và quay trong cái toilet thì mình thấy nó cũng không ánh sáng đầy đủ nữa, cho nên các bạn thông cảm mà trước khi mà mình đánh răng ở trước máy quay như vậy các bạn xem nha. Sẽ zoom lại cái răng hiện tại của mình là khi chưa sử dụng cái của sản phẩm của Carbon Coco cho bạn xem nè. Thì răng của mình hiện tại nó cũng hơi bị vàng ha, thì cho nên là mình sẽ quay với bạn trước, rồi sau đó mình sử dụng thì mình sẽ quay thêm một lần nữa cho các bạn xem răng mình có sự khác biệt gì nhiều không. Theo như cái nhà sản xuất có nói thì khi mà nhúng cái bột này đánh vào răng thì đánh từ 2 đến 3 phút. Giờ mình sẽ lấy cái bột than hoạt tính này đánh vào răng của mình nha. Nhìn nó hơi đen đen, cũng không biết, thấy cũng thấy cũng ghê ghê. Không biết đưa vô miệng mình sẽ như thế nào. Rồi bây giờ mình đưa vô miệng mình nè. Các bạn thấy các bạn có nghe mình nói không nha. Nhưng mà thôi che lại mắt không đỡ tốn thẩm mỹ nữa. Bây giờ mình sẽ chỉnh đồng hồ 3 phút, 2 hoặc 3 phút, 3 phút đi ha, cho nó có hiệu quả tốt hơn. Ok, mình sẽ chỉnh, thấy các bạn thấy đồng hồ không? Chỉnh 3 phút. Cái này nó hơi ghê quá à.
môi mình cũng bị đen theo luôn. Và các bạn thấy mình chỉ xúc lại bằng nước bình thường thôi thì cái bột nó vẫn còn dính động vào những cái kẽ răng của mình nữa. Cho nên là hãng cũng khuyến khích là sau khi dùng bột này thì mình phải sử dụng thêm cái kem đánh răng của họ nữa. Bây giờ thì mình thấy cái bột than hoạt tính á đánh lên răng của mình thì thật sự là phải sử dụng hơi bị nhiều nước á để cái bột nó mới hòa tan chung mình đấy, để mà đánh lên răng của các bạn nó mới được mềm mại hơn. Và cái bột đó mặc dù nó là màu đen nhưng mà nó cũng không có mùi gì, cũng không có vị gì hết, nhưng mà chỉ có ghê xíu là khi mà mình lỡ nhai nghe rớp rớp trong cái họng miệng của mình á, nó hơi bị ghê thôi chứ nó thật sự thì cũng không có vấn đề gì đó. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng kem đánh răng nữa nha. Đây, cái packaging của nó cũng hơi bị dễ thương hơn so với những cái kem đánh răng bình thường mình hay sử dụng nữa. Màu xanh rất là đẹp. Bây giờ mình mở nó ra. Có một cái nắp để mà bảo vệ kem nữa. Giờ mình sẽ tháo nó ra luôn. Wow, mới nhìn thì mình đã thấy như là có vẻ kem đánh răng của nó cũng là màu đen luôn các bạn. Nghe ngửi mùi thì nó cũng xíu có mùi thơm kiểu như của bạc hà vậy á, cũng khá là thơm. Thì nó nghe đặc điểm chung những kem đánh răng thì đều có mùi bạc hà như nhau. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành đánh răng nha. Bây giờ thì lại làm ướt một lần nữa. Vậy thì mình sẽ tiếp tục đánh răng, nói chung là đánh răng tùy ý cho các bạn muốn đánh răng bao nhiêu phút. Cái thao tác này thì các bạn có thể đánh răng thông thường như mỗi ngày các bạn vẫn thường hay đánh răng thôi nha. Tiếp tục. Đó, đây là cái hàm răng sau khi mình đã sử dụng qua hai công đoạn luôn. Thì các bạn có thể thấy cái màu nó cũng không có thay đổi gì nhiều lắm, chỉ còn hơi vàng tại vì đây là lần đầu tiên mình sử dụng thôi. Nó thì nó được như vậy rồi. Bây giờ thì mình sẽ tô lại son để coi là cái hàm răng này với màu son nó có tôn lên xíu nào không nha. Thì mình đã quay trở lại rồi đây, bây giờ mình sẽ đánh son lên môi của mình nha. Màu son hôm nay mình sử dụng là màu son số 10 của dòng son Milani. Nói chung là cũng còn hơi vàng đúng không? Thì nói chung là những cái lúc mà mình hay swatch son thì các bạn có thể thấy răng mình cũng hay bị vàng đó. Thì trong cái việc làm trắng răng cũng rất là quan trọng, trong cái vấn đề là công việc làm swatch son như thế này rất là quan trọng đối với mình. Thì do là đây là lần đầu cho nên nó không có sự khác biệt nhiều, nhưng mà hãng có nói là nếu chúng ta kiên trì sử dụng từ 7 đến 14 ngày thì sẽ có kết quả rất là khác biệt đối với lúc ban đầu khi bạn sử dụng. Cho nên là sắp tới mình sẽ cố gắng kiên trì, và nếu như mà có sự thay đổi thì đương nhiên mình sẽ update cho các bạn. Đặc biệt là nếu như các bạn nào muốn quan tâm về cái sản phẩm này hơn, các bạn có thể follow mình Instagram của mình để biết được là trong thời gian sắp tới mình sẽ có sự thay đổi gì với răng của mình nữa nha. Thì mình nghĩ thì đối với một cái sản phẩm như thế này thì mình thấy nó sử dụng cũng rất là tốt, và nó làm sạch bề mặt cái mảng bám của răng của mình nữa. Với cái mùi hương của nó thì mình thấy cũng rất là dễ chịu, the hương hương cái mùi bạc hà nữa, và mình cảm thấy rất là thích. Mặc dù cái tiếp đánh răng của nó là màu đen nhưng khi đánh lên thì cái bọt của nó vẫn là màu trắng thôi, cho nên là cũng không có gì để mà mình cảm thấy là khó sử dụng cả. Thì hồi trước á, mặc dù mình đã sử dụng qua rất là nhiều cái phương pháp để làm trắng răng, mình cũng đua đòi theo những cái bạn hay là làm đó làm dùng cái miếng dán răng để làm trắng răng. Thì thật sự cái sản phẩm đó nó cũng sử dụng trong vòng liệu trình 7 ngày hay là 14 ngày gì đó, mình nhớ là như là 14 ngày. Thì mình sử dụng sản phẩm đó thì thật sự nó có làm cho răng mình trắng thật sự luôn, và cảm thấy là một kết quả rất là bất ngờ. Nhưng mà một cái bất tiện ở đây là cái miếng trắng răng đó nhiều khi mình ngậm trong cái hàm răng của mình á, cái miếng dán nó cũng bị xô lệch với nhau và nó không có ôm sát vào răng của mình. Và mình thấy là nếu như mà sử dụng sản phẩm đó liên tục thì đương nhiên nó sẽ duy trì cái độ trắng răng của các bạn thật sự, nhưng mà nếu như mà mình ngưng sử dụng một thời gian mà không sử dụng đều đặn á thì cái răng mình vẫn vàng lại như bình thường luôn. Cho nên là mình thấy đây là một cái sản phẩm trắng răng mình phải theo nó hoài thì nó mới duy trì được cái răng trắng của mình. Nhưng mà mình không biết là có nhiều bạn có cùng cái cảm giác như mình khi sử dụng miếng dán trắng răng hay không, nhưng mà ở bản thân mình thấy thì mình sử dụng miếng trắng răng đó thì
răng của mình nó rất là bị ê buốt, và vào mỗi buổi tối thì mình thật sự luôn nói là nó hơi bị nhức răng của mình luôn á. Mình không biết là do răng mình yếu hay không, nhưng mà thật sự xưa giờ thì mình chưa có sử dụng qua những cái phương pháp như là làm trắng răng hay là cạo vôi của răng gì cả. Nhưng mà mình sử dụng sản phẩm đó lần đầu tiên thì mình đã cảm giác như răng mình bị yếu đi một phần vậy. Có thể là cái miếng trắng răng nó hơi tẩy quá nhiều á, cho nên mình nghĩ là vậy. Và với cái của carbon của cô này thì nó chỉ là một cái bột để mà đánh răng cũng như là cái chip để đánh răng thôi, cho nên mình nghĩ nó cũng nhẹ nhàng hơn với các bạn hơn và không gây ảnh hưởng khó chịu hay làm đau buốt răng của bạn nữa. Và cho cái sản phẩm này á thì nó làm từ thành phần tự nhiên, cho nên là nó cái gì nó đối với mình cũng phải từ từ theo thời gian thì nó mới cho mình một cái hàm răng trắng sáng được, chứ không phải là vừa sử dụng lần đầu hay một hai lần thì nó mới trắng. Cho nên là chúng ta còn phải kiên trì hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm này nữa nha. Và cái sản phẩm này á thì các bạn muốn mua hoặc là các bạn có quan tâm thì có thể là follow họ trên Instagram là Carbon Coco. Mình sẽ để đường link của họ, và một phần nữa là nếu các bạn muốn tham khảo thêm một phần các sản phẩm của họ bán nữa thì các bạn có thể vào đường link web của họ nữa nha. Thì cái này là do ở Úc và mình thấy là họ có ship toàn quốc luôn. Do mình ở Việt Nam họ cũng đã ship được tận nhà của mình nữa, trong vòng 7 đến 10 ngày thì các bạn có thể nhận được rồi. Thì mình thấy là họ cũng khá là tận trong cái việc mà mua sản phẩm của họ nữa. Thì nếu như các bạn cần mua thì cần order của họ và họ sẽ ship lại tận nhà các bạn, nhưng mà free ship luôn, cho nên là cũng chỉ là tốn một khoản tiền để mua những sản phẩm của họ thôi mà không cần phải chần chừ về giá ship của họ nữa. Thì nếu như mà trong quá trình sử dụng muốn trắng răng vậy thì mình cũng khuyên các bạn là nên hạn chế sử dụng những cái những thứ mà làm cho răng mình bị vàng đi, như là hút thuốc, uống cà phê hay là uống trà. Thì bản thân mình thì không hút thuốc, không uống cà phê và cũng không uống trà, nhưng bản thân mình là một người rất là thích uống trà sữa, hồng trà hay là trà đào. Thì mình nghĩ ba món đó thì ít nhiều gì nó cũng dùng những cái loại trà để mà làm ra loại nước đó cho bạn uống, cho nên là mình nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần cho răng của mình nữa. Cho nên là một đứa mà hay uống trà sữa hay hồng trà như mình thì cái con đường để mà trắng răng thì nó cũng hơi lâu nữa. Cho nên là mình nghĩ là nếu các bạn muốn trắng răng cũng nên một phần hạn chế đi thì mới đem lại kết quả tốt các bạn. Đây là hôm nay video review về một số sản phẩm của thương hiệu Carbon Coco cũng như là một số tips để mà làm trắng răng của mình đã xong. Thì hy vọng rằng các bạn có thể tham khảo thêm một phần các sản phẩm cũng như là truy cập được web của Carbon Coco để biết thêm nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình đến đây, và đừng quên like cho video này và subscribe kênh channel của mình nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. See ya.